đầu trắng mình. Trời cứ tưởng nó nói đùa, chỉ vậy rồi thôi. Nào ngờ đậu má như năm sau tôi gặp anh phải đồng giới. Anh vẫn nói tiếng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cả yên cả nghỉ được.